Kính thưa quý khán thính giả, chương trình Trao Cần Câu Cơm là một chương trình hết sức ý nghĩa do nhà báo Khổ Gia Trường kết hợp cùng nghệ sĩ hài Hồng Tơ tổ chức vào sáng thứ năm hàng tuần tại phòng trà nhớ kỷ niệm của nam danh hài số 52/1 đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú. Mỗi tuần, chương trình sẽ vận động và trao quà và một số tiền mặt cho một nghệ sĩ lớn tuổi, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn, để họ có một số vốn làm nghề phụ, nuôi sống bản thân trong những ngày còn lại của cuộc đời. Đến nay, chương trình đã diễn ra được 11 tuần với 11 trường hợp nghệ sĩ đã được trao tặng. Là người đồng hành ngay từ đầu chương trình với nhà báo Khổ Gia Trường, chúng ta cùng nghe những chia sẻ của nam danh hài Hồng Tơ. Dạ, xin chào nghệ sĩ Hồng Tơ. Dạ, được biết thì hàng tuần anh và nhà báo Khổ Gia Trường, trưởng ban biên tập tờ báo Trên Sân Khấu, có tổ chức cái chương trình Trao Cần Câu Cơm cho các nghệ sĩ nghèo khó khăn. Dạ, xin anh nói rõ thêm về mục đích, ý nghĩa và cảm nghĩ của anh về chương trình này ạ. Xin chào quý vị khán giả của kênh YouTube Lý Thành Lập. Vâng, phải nói Hồng Tơ rất vui và hạnh phúc khi là một trong những người hãnh diện là được chia sẻ những cái tình cảm mà của nhà báo Khổ Gia Trường, cái người đã sáng nghĩ ra cái chuyện mà tổ chức cái chương trình Cần Câu Cơm để dành cho những người nghệ sĩ lớn tuổi cũng như khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Thì phải nói tôi thấy đây là một cái việc làm ý nghĩa dành cho anh em nghệ sĩ, đó là cái tình cảm và tình nhân loại, tình nghệ sĩ. Mà cái điều này thì Hồng Tơ cũng rất mong muốn cho tất cả quý vị, không phải riêng về nghệ sĩ không, mà Hồng Tơ cũng rất mong muốn tất cả quý vị gần xa, trong nước cũng như ngoài nước, có một cái tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, để đến với cái chương trình. Hồng Tơ rất mong chương trình này sẽ kéo dài và nó sẽ trường tồn, để cho có những nghệ sĩ gặp phải những khó khăn trong cuộc sống hiện tại, dù ít nhiều, được an ủi về tinh thần cũng như vật chất. Điều này Hồng Tơ cảm thấy rất vui và cũng cầu mong sao cho chương trình luôn được kéo dài và trường tồn. Dạ, xin cảm ơn anh. Kính thưa quý khán thính giả, với thâm niên hơn 45 năm làm báo, chuyên viết về mảng sân khấu kịch trường, nhà báo Khổ Gia Trường đã tiếp xúc với rất nhiều văn nghệ sĩ. Khi cải lương thoái trào, sân khấu không còn hoạt động mạnh mẽ như trước, anh rất buồn khi phải chứng kiến nhiều nghệ sĩ phải làm nghề phụ để mưu sinh. Trong đó có nhiều nghệ sĩ lớn tuổi, khó khăn, già yếu, bệnh tật. Những người nghệ sĩ ít tên tuổi, những công nhân hậu đài, những người sót vé, là những nghệ sĩ thầm lặng phía sau cánh gà, phải xoay quanh với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Đồng cảm với sự vất vả ấy, nhà báo Khổ Gia Trường đã kết hợp cùng nam danh hài Hồng Tơ tạo nên chương trình Trao Cần Câu Cơm. Tôi là có thâm niên làm báo là trên 45 năm mà tiếp cận đối với nghệ sĩ rất là nhiều, từ cải lương, hát vội, nói, chèo, xiếc, ảo thuật, cả điện ảnh luôn, bên ca nhạc luôn. Thì tôi biết cái đời sống của anh em nghệ sĩ là 10 người thì hết 9 người gặp khó rồi. Đó, đời sống họ về già, nhất là về già, khi mà tuổi cao sức yếu á, thì bệnh tật nhiều thứ, rồi không có làm ra tiền. Nói chung là gia đình nghệ sĩ thì thường thường ít có ai mà khá lắm, thì họ khó khăn. Thì tôi nghĩ ra qua cái sự việc đó, hàng ngày tôi tiếp cận đó, tôi thấy là họ, nghệ sĩ anh em chị nghệ sĩ, nói chung là về già đều khó khăn nhiều ấy thôi. Nên tôi từ cái
sự tiếp nhận từ thực tế đó, tôi mới nghĩ ra cái sáng kiến là trao cần câu cơm cho nghệ sĩ, để những người nghệ sĩ còn có khả năng lao động như là bán bánh bao, bánh mì gì đó, họ có một số vốn họ làm ăn. Còn cái người nào bị bệnh nặng quá thì có tiền mà trị bệnh, họ sống còn trong quãng đời còn lại cho ổn. Thì nói chung cái chương trình này là chúng tôi đã thực hiện được là 11 kỳ rồi, để giúp cho 11 nghệ sĩ rồi. Cái số tiền là giúp được cho nghệ sĩ là thấp nhất là cũng được 8 triệu và cao nhất là 21 triệu, trên 21 triệu. Đó. Thì giúp cho tùy, nói chung là vấn đề là từ thiện là tùy duyên, tùy cái mối quan hệ của cái người từng nghệ sĩ đó đối với đồng nghiệp, thì mà họ giúp tôi là có nhiệm vụ có làm nhiệt cầu vận động và tổ chức để mang số tiền đến cho gia đình các nghệ sĩ có khó khăn. Nếu như nghệ sĩ này là phải trước hết là phải có đời sống khó khăn, già yếu bệnh tật đó, để giúp cho họ có một số vốn nhất định để họ làm ăn, để họ vượt qua cảnh khó khăn trước mắt, để họ có thể hòa nhập vào cuộc sống trong những ngày còn lại. Và chương trình này là được diễn ra như thế nào và dự kiến sẽ kéo dài trong bao lâu ạ? Chương trình này là diễn ra hàng tuần vào sáng thứ năm mỗi tuần tại quán cà phê, nói chung là phòng trà nhớ kỷ niệm của danh hài Hồng Tơ ở 52-1 đường Thủ Kho Khoa Hưng, quận Tân Phú đó. Thì chương trình này diễn ra không có hạn định thời gian, khi nào tôi còn làm được, còn được sự ủng hộ của anh em đồng nghiệp, còn sự ủng hộ của các nhà hảo tâm thì tôi vẫn tiếp tục làm, tôi cố gắng làm hết sức mình trong cái mối quan hệ tôi với đồng nghiệp, mối quan hệ tôi với xã hội, thì tôi sẽ tạo, và cái uy tín của tôi nữa tạo cho họ cái chương trình này càng ngày càng phát triển, càng ngày càng hiệu quả, để mang lại cho anh chị em nghệ sĩ khắc phục khó khăn, khắc phục những hậu quả bệnh hoạn hay là đời sống thu nhập khó khăn trong lúc về tuổi về già. Có nói chung là thu về già thì gần như là không thu nhập rồi, sống nương con cháu, và con cháu thì cũng nghèo khó, bây giờ giúp mình trợ giúp họ được đồng nào thì đỡ được đồng đó thôi, chứ còn bây giờ có những người là không làm ra tiền rồi, lớn tuổi rồi. Những người hôm nay là tôi đã thực hiện trao quần cơm là đều trên 70 tuổi hết. Có những người có những cụ là chín mấy tuổi. Đó. Mà số tiền là đóng tạo gây quỹ, tức là trao quần cơm cho họ là thấp nhất là cũng phải 8 triệu mấy và cao nhất là 21 triệu mấy. Và chương trình sẽ được lan tỏa nhân rộng, thì không chỉ nghệ sĩ sẽ hỗ trợ mà cũng sẽ có những nhiều khán thính giả trong và ngoài nước sẽ liên hệ để hỗ trợ những nghệ sĩ mà mình yêu mến gặp hoàn cảnh khó khăn như vậy, thì sẽ liên hệ với anh như thế nào và số điện thoại ra sao ạ? Thường thường mỗi tuần tôi đưa lên cái phương án là tuần tới sẽ giúp cho ai, có những cái đột xuất có phải thay đổi, ai khó khăn trước á, nhiều á mình giúp trước, không? Và tôi vận động anh chị em trong giới và các nhà hảo tâm trong cũng như người nước giúp, thì ai có tâm lòng Bồ Tát muốn giúp đỡ cho những mảnh đời khó khăn, mảnh đời nghệ sĩ, thì lúc về già thì hãy liên hệ với tôi qua cái số điện thoại là 0933 511 768. Dạ, xin chân thành cảm ơn anh và chúc chương trình Trao Cần Câu Cơm ngày càng phát triển. Rồi, cảm ơn các bạn. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình Trao Cần Câu Cơm đến nay đã diễn ra hơn 10 kỳ và đã phổ biến rộng rãi, được nhiều mạnh thường quân biết đến. Hôm qua, ngày 4 tháng 8 năm 2022, chương trình Trao Cần Câu Cơm lần thứ 11 được trao cho nghệ sĩ Phương Bình. Tổng số tiền mặt lên đến 21 triệu đồng. Từ số tiền nhà báo Khổ Gia Trường vận động trước đó, cộng với các nghệ sĩ và các nhà hảo tâm trực tiếp lên sân khấu giúp đỡ, như nữ doanh nhân Kim Loan, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên, học viên lò đào tạo của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Đặc biệt, qua đường dây nóng, anh Ba Hùng từ Mỹ gửi về 100 đô, nghệ sĩ Phượng Nhung gửi 500 ngàn, giúp đỡ nghệ sĩ Phương Bình.
Cũng trong dịp này, doanh nhân Kim Loan đã gửi 30 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm để tặng cho nghệ sĩ nghèo. Chị còn gửi 10 phong bì, mỗi phong bì 500.000 tiền mặt để giúp đỡ cho nghệ sĩ khó khăn nhất. Thông qua chương trình, danh ca Minh Cảnh từ Mỹ gửi về 1 tấn gạo để tặng cho các đồng nghiệp và bà con nghèo nhân đại lễ Vu Lan năm nay. Có thể nói, chương trình đến nay đã và đang thành công mỹ mãn, đã giúp đỡ được các nghệ sĩ nghèo, già yếu, khó khăn một cách thiết thực. Và một điều đặc biệt, hết sức thiêng liêng, ý nghĩa là trước khi bước vào buổi sinh hoạt, ban tổ chức đã mời tất cả mọi người đứng dậy để dành một phút mặc niệm cho những người đã khuất vì đại dịch Covid vừa qua. Với thông điệp cho đi là còn mãi, chương trình trao cần câu cơm đã mang lại một ý nghĩa hết sức nhân văn và tốt đẹp. Nhà báo Khổ Gia Trường và danh hài Hồng Tơ đã mang đến niềm vui, lan tỏa sự yêu thương đến cho mọi người. Xin cảm ơn các nghệ sĩ, các mạnh thường quân đã hỗ trợ quà và tiền mặt đến các nghệ sĩ già yếu, khó khăn. Xin chúc chương trình ngày một thành công và nhận được nhiều sự ủng hộ của quý khán thính giả. Bán cần câu cơm thứ 11 và tới cũng vào ngày thứ 5, 9 giờ sẽ là chương trình trao cần câu cơm lần thứ 12 cho nghệ sĩ danh hài Mạc Ca. Chúng ta phải đổi không khí chút, hôm nay là cải lương nhiều, bây giờ mình chuyển qua kịch nói với điện ảnh chút. Rồi, xin mời quý vị tới tiếp tục ủng hộ cho chương trình. Vẫn là khung giờ là từ 9 giờ đến 12 giờ tại điểm này. Thì xin mời 12 giờ trưa 3 tiếng là làm núi rồi 4 giờ rồi 4 giờ. Xin các bạn thông báo cho anh em bạn bè biết chương trình này đến để tham gia cho vui, có ý nghĩa chương trình giúp các vị sĩ Mạc Ca. Mạc Ca ngay cũng là 80 tuổi rồi, anh cũng bị tai biến mà anh lẫn nữa, anh chỉ như là không nhớ rồi, không nhận ra ai rồi, giúp cho anh có cuộc sống cho nó khá hơn chút. Anh Mạc Ca bị tai biến rồi, anh bị tai biến rồi mà anh không nhớ.